Xin chào các em lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Như chúng ta đã biết, do dịch cúm Covid-19 nên chúng ta không có tập trung học ở trường như thường lệ, mà chúng ta phải học online. Vì thế hôm nay thầy sẽ giảng cho chúng ta bài học là số 13, bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu. Thì ở cái bài này các em cần nắm các kiến thức như là khái niệm và tầm quan trọng của việc bảo mật cơ sở dữ liệu, biết một số cách thông dụng bảo mật cơ sở dữ liệu và sự tồn tại của các quy định, các điều luật bảo vệ thông tin, có ý thức và thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật cơ sở dữ liệu. Đó là ba cái kiến thức mà chúng ta cần nắm trong cái bài này. Bây giờ chúng ta lật sách ra trang 101 và tập ra để chúng ta học, vừa học chúng ta vừa ghi. Thì hiện nay mấy em thấy trong xã hội tin học quá thì có rất nhiều hoạt động diễn ra trên mạng, có phạm vi, có quy mô là toàn thế giới. Do đó vấn đề bảo mật thông tin hay bảo mật hệ cơ sở dữ liệu thì được đặt lên hàng đầu. Vậy thì mấy em coi thức ơi, bảo mật trong hệ cơ sở dữ liệu là gì? Thứ nhất là ngăn chặn các truy cập không được phép. Nghĩa là mấy em thấy chúng ta có cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta tìm cái chương trình, phần cứng hay là phần mềm gì đó, chúng ta ngăn chặn lại, không cho người khác tiếp cận vào cái cơ sở dữ liệu của mình bằng chương trình, có nghĩa là ngăn chặn truy cập trái phép. Thứ hai là hạn chế tối đa các sai sót của người dùng. Thì chúng ta có cơ sở dữ liệu, chúng ta nhìn lên màn hình thì thấy là có cái cơ sở dữ liệu là cái chương trình là đề thi học kỳ 2 của lớp 12. Vậy chúng ta thấy là để làm được một cái bài kiểm tra, đề thi kiểm tra này thì chúng ta thấy là chúng ta phải chọn đề số mấy, điền vào lớp số mấy, chọn lớp nào, ghi họ tên, họ điểm tên, rồi chúng ta làm bài hoặc là chúng ta nộp bài. Thì những cái thông tin đầy đủ và chính xác thì mới cho chúng ta nộp bài hoặc là cho chúng ta làm bài. Còn thiếu thì nó sẽ thông báo cho chúng ta biết. Đó là việc hạn chế những sai sót. Thứ ba là đảm bảo thông tin không bị mất và thay đổi ngoài ý muốn. Thì chúng ta thấy là để đảm bảo thông tin không bị mất và thay đổi ngoài ý muốn thì chúng ta biết là muốn tiếp cận được cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta cần phải khai báo cái tên đăng nhập và cái mật khẩu, cái tên người dùng và cái mật khẩu cái cơ sở dữ liệu này thì biết được thì chúng ta mới tiếp cận được cái cơ sở dữ liệu, rồi lấy dữ liệu. Thứ tư là không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý, có nghĩa là chúng ta không tiết lộ cơ sở dữ liệu chúng ta lưu trữ ở đâu và chương trình xử lý như thế nào. Thì để thực hiện được bốn cái thao tác trên này thì chúng ta cần phải có các cái giải pháp bảo mật hệ thống như là chính sách và ý thức, phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng, mã hóa thông tin và nén dữ liệu. Đó là ba cái giải pháp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái giải pháp cụ thể. Giải pháp thứ nhất là chính sách và ý thức. Ở cấp độ quốc gia, hiệu quả của việc bảo mật phụ thuộc vào chủ trương, chính sách, điều luật quy định của nhà nước về bảo mật. Còn trong tổ chức, người đứng đầu các quy định cụ thể, người đứng đầu cần có các quy định cụ thể, cung cấp tài chính, nguồn lực cho việc bảo vệ an toàn thông tin của đơn vị mình. Còn đối với người phân tích thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu thì phải có giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm thích hợp để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống. Còn đối với người dùng thì cần có ý thức coi thông tin là nguồn tài nguyên quan trọng, cần có trách nhiệm cao, thực hiện tốt các quy trình quy phạm do người quản trị hệ thống yêu cầu, tự giác thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định. Chúng ta cần nắm những cái ý này. Đó là về chính sách và ý thức.
Phần thứ hai là phân quyền và truy cập nhận dạng người dùng. Về phân quyền thì tùy theo vai trò khác nhau của người dùng mà họ được cấp quyền khác nhau để khai thác cái cơ sở dữ liệu. Bản phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của cơ sở dữ liệu được tổ chức và xây dựng những dữ liệu khác. Điểm khác biệt duy nhất là nó được quản lý chặt chẽ, không giới thiệu công khai và chỉ có người quản trị hệ thống mới có quyền truy cập, bổ sung hoặc là sửa đổi. Ví dụ, một số hệ quản lý học tập và giảng dạy nhà trường cho phép mọi học sinh đều truy cập để biết kết quả học của con em mình. Mọi phụ huynh chỉ có quyền truy cập và biết điểm số của con em mình. Đây là quyền truy cập hạn chế nhất. Còn đối với giáo viên trong nhà trường thì có quyền truy cập cao hơn, như là xem tất cả các điểm số của học sinh và thông tin của các học sinh trong trường. Còn người quản trị hay là người quản lý học tập có quyền nhập điểm, cập nhật và các thông tin khác trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta coi cái bản phân quyền truy cập như cái ví dụ vừa rồi. Bản phân quyền truy cập thì chúng ta thấy ở đây đối tượng của chúng ta là học sinh lớp 10, 11, 12, giáo viên và người quản trị. Thì đối với học sinh lớp 10 thì chúng ta thấy là mấy em được quyền đọc, hay còn gọi là xem đó, đọc xem mã số học sinh của mình, điểm số và các thông tin khác thì chúng ta không được xem. Học sinh lớp 11 cũng vậy, 12 cũng vậy. Còn đối với giáo viên thì được quyền là xem mã số của học sinh, điểm số của học sinh và được xem các thông tin khác. Còn đối với người quản trị thì chức năng của người này nó rộng hơn, có nghĩa là được quyền xem hay là đọc đó, và sửa đổi, bổ sung và xóa cái dữ liệu này, xóa những cái thông tin này, thì người quản trị cơ sở dữ liệu được quyền sử dụng những chức năng này. Đối với người quản trị cơ sở dữ liệu thì cần cung cấp bản phân quyền truy cập cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phương tiện cho người dùng để hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhận biết đúng được là họ. Thì người quản trị cơ sở dữ liệu phải cấp cái quyền, ví dụ như cái quyền học sinh này chúng ta chỉ được xem được tới cái mã học sinh và điểm số thôi. Còn phương tiện cho người dùng để nhận biết đúng là họ thì cái người quản trị phải cung cấp cho cái người dùng một cái mật khẩu hay là cái tên đăng nhập và cái mật khẩu để đăng nhập vào để xem. Ý thứ hai là người dùng muốn truy cập vào hệ thống thì phải cần khai báo cái gì? Khai báo tên người dùng và cái mật khẩu mà do người quản trị cơ sở dữ liệu người ta đã cung cấp cho chúng ta. Thì dựa vào các thông tin này, hệ quản trị cơ sở dữ liệu xác minh để cho phép hoặc là từ chối quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Thì ngày nay còn có thể sử dụng bằng nhiều cách, như là chúng ta dùng thẻ từ, giọng nói, khuôn mặt, vân tay để nhận dạng và cấp quyền truy cập. Có nghĩa là dùng các cái cách này để làm là cái tên đăng nhập và cái mật khẩu. Ví dụ như giờ nhận dạng bằng khuôn mặt, có điện thoại của chúng ta, hoặc là vân tay. Chúng ta chú ý là đối với người có quyền truy cập cao hơn thì cơ chế nhận dạng có thể phức tạp hơn. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, do đó người dùng nên sử dụng khả năng này để định kỳ thay đổi mật khẩu, tăng cường khả năng bảo vệ mật khẩu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý thứ ba là mã hóa thông tin và nén dữ liệu. Thì chúng ta biết là làm thế nào để chúng ta bảo vệ thông tin của mình, thì chúng ta cần phải là mã hóa thông tin. Vậy thì mã hóa thông tin là gì? Là quá trình dùng để biến thông tin từ dạng này sang dạng khác, ngăn những người không phận sự tiếp cận vào thông tin đó. Bản thân việc mã hóa này không ngăn chặn việc thông tin bị đánh cắp. Có điều thông tin đó lấy về cũng không xài được, không đọc được hay hiểu được vì đã được biến dạng đi rồi. Chúng ta coi ví dụ. Ví dụ như chúng ta có bản mã, ở đây chúng ta có dữ liệu gốc là chữ A, B, C, vân vân, Y, Z.
Thì chữ chúng ta được mã hóa là CDE. Ví dụ như chúng ta gửi đi một bức thư có nội dung là chữ B, chữ A, chữ C, chúng ta mã hóa nó để cho cái người nhận người ta biết, nhưng mà chúng ta sợ là bị rò rỉ thông tin hoặc đánh cắp mà người ta biết cái nội dung đó, thì bằng cách là chúng ta mã hóa, thì chúng ta mã hóa thành chữ D, chữ C, chữ E, thì chúng ta thấy là nó cái người mà đánh cắp thông tin hay là tiếp cận cái thông tin của chúng ta thì nhìn thấy cái chữ D, C, E, người ta không biết mình nói cái gì, nhưng mà mình đang nói cái chữ bạc. Nào, tương tự như vậy là Isaac thì chúng ta mã hóa nó là AB. Đó là hạn chế mã hóa để biến dạng từ dạng thông tin này sang dạng thông tin khác. Có người khác người ta đánh cắp nhưng mà người ta không biết mình ghi cái nội dung gì, người ta gọi là mã hóa thông tin. Mấy em hiểu nôm na là như thế. Nén dữ liệu. Nén dữ liệu là nhằm giảm dung lượng lưu trữ và tăng cường tính bảo mật. Chúng ta ví dụ dữ liệu gốc của chúng ta là dãy gồm các chữ A, B, C như thế này, thì khi mà chúng ta nén lại rồi thì dữ liệu nó được rút ngắn lại, rút ngắn lại thì cái dung lượng nó giảm thì lưu trữ nó sẽ giảm, và chúng ta có thể là đặt cái mật khẩu để là khi dữ liệu nén rồi chúng ta đặt mật khẩu thì chỉ biết cái mật khẩu thì chúng ta mới giải nén được, giải nén được và chúng ta mới biết nội dung là chứa cái gì, và chúng ta nó dung lượng nó ít thì chúng ta gửi đi có thể là nhanh hơn. Các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén thì bằng các chương trình riêng, chúng ta chú ý tùy theo cái chương trình nén hoặc là mã hóa, tùy theo mỗi người người ta sử dụng cái chương trình nào. Thứ tư là chúng ta lưu biên bản. Hệ cơ sở dữ liệu tổ chức lưu biên bản hệ thống để cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu. Số lần truy cập chúng ta truy cập vào cái cơ sở dữ liệu đó là từng thành phần nào. Thông tin về số lần truy cập cuối cùng, nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật. Thì chúng ta thấy lưu biên bản là lưu lại coi cái người đó cái tên đăng nhập là cái gì, và đăng nhập vào hệ thống này nè, dùng là làm cái công việc gì, và thời gian đăng nhập, địa chỉ máy đăng nhập bằng cái địa chỉ máy nào. Mục đích của việc lưu biên bản là khôi phục hệ thống khi có sự cố kỹ thuật, cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan trọng của người dùng với hệ thống và từng thành phần của hệ thống, phát hiện những truy cập không bình thường để có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Đó là mục đích của việc lưu biên bản. Thì chúng ta biết hiện nay các giải pháp phần cứng và phần mềm đều chưa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hệ thống. Thì đó cũng về bảo mật thì chúng ta thấy là cái giải pháp về phần cứng hay là phần mềm thì nó không có phải là tuyệt đối bảo mật tuyệt đối được ha. Chúng ta nhớ cái đó chỉ là cái giải pháp hạn chế thôi, giải pháp hạn chế. Rồi đó là chúng ta thấy là thầy đã dạy xong chúng ta cái bài số 13. Thì trong bài số 13 này thì chúng ta cần nắm những cái ý về mặt con người, thì chúng ta nắm được là ý thức chính sách điều luật của chính phủ nè, quy định tài chính nguồn lực của tổ chức, trách nhiệm của người quản trị, ý thức của người dùng. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta thấy là chúng ta muốn giữ cái muốn bảo mật cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải là mã hóa thông tin hoặc là chúng ta nén dữ liệu rồi xong chúng ta đặt mật khẩu. Mình nhiều người sử dụng chung một cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải cấp cái quyền sử dụng, và chúng ta lưu biên bản là để coi là chúng ta thấy là người nào đăng nhập vào cơ sở dữ liệu và vào để làm cái gì. Thì đó là cái kiến thức của cái bài số 13 mà mấy em cần nắm. Thì đó là xong cái bài giảng. Khi mà chúng ta học xong cái bài 13 thì mấy em coi học cái bài số 13 để khi nào mà vào học lại, hay là nếu mà còn tiếp tục nghỉ thì thầy sẽ đưa bài kiểm tra
đưa cái link của cái bài kiểm tra 15 phút lên trên mạng, rồi mấy em đăng nhập vào để mấy em làm bài kiểm tra lấy điểm kiểm tra 15 phút, nội dung là của bài số 13. Chúc các em có buổi học vui vẻ. Thầy chào các em.